Vâng, cảm ơn câu hỏi của bạn Thoa. Một là đối với ung thư thực quản giai đoạn 1B là một cái giai đoạn sớm. Trong ung thư thực quản giai đoạn sớm thì phẫu thuật được đặt lên hàng đầu và phẫu thuật mang tính triệt căn là một trong lựa chọn tốt nhất có thể để điều trị đối với ung thư thực quản. Một cái bệnh kèm theo là cao huyết áp như là bạn vừa nói, có mổ được hay không? Thì chúng ta biết là cao huyết áp là một trong những cái bệnh phối hợp cũng tương đối thường gặp, nhất là đối với những bệnh nhân tuổi tương đối cao từ 60 tuổi trở lên. Nó cũng là một cái thường quy. Thế thì câu hỏi là trước khi phẫu thuật, bao giờ các bác sĩ cũng sẽ phải làm các xét nghiệm tổng thể để đánh giá cái tình trạng chung, liệu bệnh nhân có đủ để chịu một cái cuộc phẫu thuật hay không. Thì riêng bệnh cao huyết áp, ngày nay chúng ta đã có rất nhiều các cái tiến bộ trong phòng chống, kiểm soát và điều trị thuốc huyết áp. Thế thì về mặt lý thuyết, đối với huyết áp là hoàn toàn chúng ta có thể kiểm soát được. Lời khuyên là trước khi phẫu thuật, chúng tôi sẽ thăm khám chung kết hợp với các bác sĩ về chuyên khoa tim mạch để đưa ra những cái thuốc điều trị đạt tới một cái kiểm soát huyết áp tốt. Khi mà huyết áp được kiểm soát tốt thì phẫu thuật ung thư thực quản hoàn toàn có thể tiến hành được. Cũng phải nói với bạn là đối với phẫu thuật ung thư thực quản là một phẫu thuật lớn. Vì sao nó lớn? Bởi vì nó được thực hiện ở một cái cơ quan nằm trong lồng ngực, đó là thực quản. Thế thì những cái can thiệp về ung thư thực quản trong phẫu thuật đòi hỏi phải tiệm cận bằng nhiều đường, ví dụ là đường mở ngực, ví dụ là mở bụng, ví dụ là đường mở cổ để tiến hành cái miệng nối. Thế thì kinh điển mà nói, từ đầu thế kỷ 19, những cái ca mổ đầu tiên kinh điển về ung thư thực quản được tiến hành bằng phẫu thuật mổ mở truyền thống. Những cái bước đầu thống kê trên toàn thế giới cho thấy giai đoạn đó là một trong những cái giai đoạn mới bắt đầu về phẫu thuật ung thư thực quản, thì cái tỷ lệ biến chứng cũng như là diễn biến sau mổ của bệnh nhân rất nặng nề. Trải qua theo cái dòng thời gian thì các cái tiến bộ kỹ thuật được thừa hưởng, được phát triển, cái kỹ năng mổ của bác sĩ cũng được hoàn thiện hơn. Cách chăm sóc bệnh nhân sau mổ một cách chu đáo, đầy đủ, tỉ mỉ hơn, và đặc biệt là những cái chuẩn bị trước mổ một cách chuẩn, đầy đủ, cũng như là điều trị các cái bệnh nền tốt hơn. Ngày nay thì có thể nói kỹ thuật về phẫu thuật ung thư thực quản đã đạt được những cái kết quả rất là đáng tốt, rất là phải nói là mang lại cho bệnh nhân những cái chất lượng cuộc sống sau mổ cao hơn rất nhiều so với những giai đoạn trước đây. Thế thì từ mổ mở kinh điển cho đến ngày nay, chúng ta đã có những cái tiến bộ đặc biệt vượt bậc trong cái phẫu thuật ung thư thực quản nói riêng, đó là phẫu thuật xâm nhập tối thiểu, hay còn gọi là phẫu thuật tinh tế nhất có thể được thực hiện. Thì trong cái phẫu thuật xâm nhập tối thiểu, đó là các phương pháp như là gì? Nội soi cắt hớt niêm mạc ung thư thực quản ở giai đoạn sớm. Đây là một trong kỹ thuật có thể nói với bạn là được thực hiện thường quy, bài bản và kết quả bước đầu rất tốt tại khoa nội soi thăm dò chức năng của bệnh viện ca, được thực hiện bởi đội ngũ bác sĩ được đào tạo rất bài bản. Và cũng phải nói với bạn là chúng tôi liên tục cập nhật, mời và làm việc cùng với các chuyên gia hàng đầu trên thế giới, các trung tâm lớn, đặc biệt là trung tâm ung thư Tokyo, Nhật Bản. Thì ngày nay các bác sĩ về trung tâm ở cái khoa nội soi thăm dò chức năng thực hiện tốt đối với những ung thư thực quản giai đoạn sớm, cắt hớt niêm mạc, bệnh nhân gần như được điều trị một cách khỏi, mang tính chất triệt căn, trong khi cái hồi phục sau mổ rất tốt. Phương pháp tiếp theo của xâm nhập tối thiểu đó là phẫu thuật nội soi. Thì phẫu thuật nội soi chúng tôi cũng thực hiện rất thường quy, từ phẫu thuật nội soi 2D đến phẫu thuật nội soi 3D. Thì phẫu thuật nội soi nó có ưu điểm là những cái xâm nhập tối thiểu có thể nội soi qua đường ngực, giải phóng toàn bộ thực quản, cắt thực quản, nội soi qua đường bụng để giải phóng toàn bộ dạ dày, tạo hình cái dạ dày thành một cái ống để thay thế thực quản. Và như vậy chúng ta chỉ phải trích một cái đường rất nhỏ ở trên cổ để thực hiện cái miệng nối, biến từ một cái phẫu thuật ung thư thực quản ba đường mổ rạch trước đây thành một cái phẫu thuật xâm nhập tối thiểu qua nội soi bằng cái đường mổ rất nhỏ, khoảng 5cm ở cổ. Bệnh nhân hồi phục rất nhanh sau mổ, sớm trở về với công việc và cuộc sống với chất lượng cuộc sống tốt hơn, trong khi vẫn thực hiện được những cái nguyên tắc về mặt ung thư một cách bài bản và chi tiết. Vì phẫu thuật nội soi giúp cho cái việc mà bác sĩ
quan sát cái trường mổ rất là kỹ lưỡng, tinh tế, nét, lấy được tổ chức ung thư tối đa, trong khi vẫn bảo tồn được cái tổ chức lành, giảm cái tàn phá, bảo vệ những cái thần kinh, ví dụ như thần kinh quạt ngược, hay là những cái mô tổn thương quan trọng như là khí quản, phế quản hoặc là phổi. Một cái bước tiếp theo nữa, có thể nói là một trong những cái kỹ thuật đỉnh cao nhất bây giờ trong ứng dụng ung thư đường tiêu hóa nói chung và ung thư thực quản nói riêng, đó là phẫu thuật robot. Thế thì phẫu thuật robot nó ưu việt hơn ở phẫu thuật nội soi thông thường ở chỗ là chúng ta được nhìn ở một cái trường nhìn 3D rất là nét, các dụng cụ thì mềm mại hơn, độ linh hoạt hơn rất nhiều so với các dụng cụ nội soi cứng thông thường, giúp cho phẫu thuật viên tiệm cận vào những cái khe hẹp hơn, việc mổ tinh tế hơn rất nhiều, giảm cái lượng máu mất có thể nói là tính bằng ml hơn rất nhiều, và đặc biệt là bệnh nhân hồi phục nhanh sau mổ. Các cái nghiên cứu trên thế giới cũng như trong thực hành lâm sàng tại bệnh viện ca chúng tôi cho thấy là phẫu thuật robot là một phẫu thuật hoàn toàn có thể có rất nhiều triển vọng trong tương lai, đặc biệt trong lĩnh vực ung thư nói chung và ung thư thực quản nói riêng. Vì vậy, cái việc mổ bạn cũng phải hết sức yên tâm rằng ngày nay ngoại khoa đã có những bước tiến rất quan trọng, đi từ kinh điển cho đến những cái phẫu thuật đỉnh cao như vậy. Thế thì để mà tham khảo, để biểu huyết hơn, tốt nhất là bạn nên đến các bệnh viện chuyên khoa, những cái trung tâm ung thư lớn để những cái có những cái điều kiện trang thiết bị cao. Và bệnh viện ca thì cũng phải nói với bạn là chúng tôi có đầy đủ các cái phương tiện có thể nói là hiện đại nhất, tiệm cận với các trung tâm ung thư lớn trên thế giới để có thể tiến hành không những về phẫu thuật, đó là phẫu thuật nội soi 2D, 3D, phẫu thuật robot, mà còn trong các điều trị đa mô thức khác, ví dụ như là xạ trị, những cái máy thế hệ xạ trị hiện đại lớn, điều biến liều tốt, định hình bằng 3D, các kỹ thuật về các cái điều trị về hóa chất cũng đạt tới những cái tầm cao như là điều trị đích, điều trị bằng những cái thế hệ thuốc mới, điều trị miễn dịch. Phải nói là một cái tập thể thầy thuốc đa mô thức của chúng tôi đang ngày càng cố gắng để nâng cao cái chất lượng điều trị. Và với một cái sự khiêm tốn thì chúng tôi có nói rằng là các bạn hoàn toàn có thể đặt niềm tin vào chúng tôi. Đó là bệnh viện ca, là một trong cái trung tâm ung thư xứng đáng. Chúng tôi đang phấn đấu là đi đầu, một trong trung tâm đi đầu của cả nước và vươn ra tầm khu vực. Rất là mong và cánh cửa bệnh viện ca luôn luôn mở để đón tiếp các bạn, đặc biệt là tư vấn về những cái kỹ thuật phẫu thuật trong ung thư, kỹ thuật đỉnh cao. Xin cảm ơn bạn.